Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu. Bắt nhiều đối tượng sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Vận động viên thể thao khó khăn chống chất mùa dịch bệnh. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam. Tham dự có cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan cùng đại diện các hội đoàn Pháp Việt và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp khẳng định 75 năm qua, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền lãnh thổ, với chế độ chính trị vững vàng ổn định, đã hội nhập hoàn toàn vào cộng đồng quốc tế, có vị thế trên trường quốc tế và hơn nữa đã sẵn sàng vươn lên đóng vai trò nòng cốt, đóng góp có trách nhiệm vào công việc của thế giới. Đại sứ Nguyễn Thiệp nhấn mạnh, chính tại Paris đã chứng kiến những giây phút lịch sử quan trọng nhất của ngoại giao Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là nguyên thủ đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập đến Pháp năm 1946, rồi tới cuộc đàm phán kéo dài gần 5 năm giữa Việt Nam và Mỹ, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thiệp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ mạnh mẽ và kiên trì của nhân dân Pháp, các lực lượng tiến bộ ở Pháp, Đảng Cộng sản Pháp, rất nhiều bạn bè Pháp trong các hội đoàn kết và hữu nghị với Việt Nam cũng như các chính khách nước Pháp cho cuộc đấu tranh lâu dài vì độc lập dân tộc, công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Cũng nằm trong các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Truyền hình Nhân dân phối hợp với Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng hai vở kịch ngắn về Bác Hồ phát sóng trên kênh Truyền hình Nhân dân đúng vào dịp Tết độc lập. Vở kịch thứ nhất có tên gọi Ông Cụ ở quê gia. Nội dung vở kịch kể về quãng thời gian Bác Hồ sống tại ngôi làng 48 Hàng Ngang, nơi bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Vở kịch đã làm toát lên được phong thái, trí tuệ cũng như sự gần gũi với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi mà tôi được tiếp xúc với cả cái kịch bản này do tác giả Trần Đăng Tuấn viết, tôi thấy mình là may mắn và hạnh phúc được tái hiện một cái thời khắc lịch sử nói về vận mệnh của dân tộc cũng như nói riêng về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trên sân khấu. Vở kịch thứ hai có tên gọi Chị Em Ngày Gặp Lại. Nội dung của vở kịch kể về câu chuyện hết sức xúc động khi Bác Hồ gặp lại người chị gái của mình, bà Nguyễn Thị Thanh tại Hà Nội sau 40 năm xa cách. Vở kịch nói lên sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Bác đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân. Vai diễn cực kỳ khó khăn, đó là thể hiện hình tượng lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam. Minh Hải đã phải đọc rất nhiều tư liệu, xem phim, nghiên cứu về dáng đi, cách của Bác chống tay, cách Bác nói. Mà đặc biệt ở hai cái kịch bản của Truyền hình Nhân dân lần này là hai cái kịch bản cực kỳ hay. Có thể nói, đây là hai vở kịch hết sức có ý nghĩa, ngợi ca phẩm chất phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời có ý nghĩa nhắc nhở thế hệ hôm nay phải luôn học tập và làm theo tấm gương của Bác. Nhân dịp ra mắt cuốn sách Việt Nam Cất Cánh của tác giả người Nga Grigory Chofimchuk, ngày 28 tháng 8 tại trụ sở Cơ quan Hợp tác Nga ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga, diễn ra hội thảo mang tên Việt Nam Hôm Nay qua lăng kính Á-Âu. Hội thảo đánh giá quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều dư địa cần được khai thác. Các đại biểu cùng nhau thảo luận về các cách tiếp cận mới nhằm mở rộng quan hệ hợp tác giữa các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam, từ triển vọng hợp tác khoa học và kỹ thuật, giáo dục đến phát triển các mối quan hệ kinh doanh và an toàn thông tin. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đánh giá những tác phẩm như cuốn sách Việt Nam Cất Cánh của tác giả Grigory Chofimchuk vừa xuất bản đã đem lại không chỉ cho bạn đọc Nga mà là cả cộng đồng nói tiếng Nga rộng lớn cơ hội hiểu biết về nghệ thuật, ẩm thực và văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Liên bang Nga và Việt Nam cần thúc đẩy hợp tác song phương và trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu. Hai nước cũng cần tích cực xây dựng
phát triển cơ sở hạ tầng vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực của nhau, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án hợp tác kinh tế. Đó là một trong những biện pháp tôi nghĩ là cần thiết để tăng cường quan hệ thương mại song phương, từ đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai quốc gia. Cùng tại hội thảo, nhiều giải pháp đã được đề xuất, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ kinh doanh như một trong những cơ sở hiệu quả nhất để đưa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Mới đây, Tổng cục Thủy sản tổ chức ra mắt cuốn sách Lắng đọng và suy nghĩ của nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc. Cuốn sách là tâm huyết của người lãnh đạo, cả đời cống hiến cho ngành thủy sản nước nhà, với nhiều chiến lược quan trọng đưa thủy sản Việt Nam ra thế giới. Cuốn sách gồm 50 bài viết, được chia ra làm 5 phần, trong đó tập trung chính ở phần 2 và phần 3, nói về những trải nghiệm, những tư duy của tác giả. Từ đó, thấy được nỗi lo dài hơi hơn cho phát triển nghề cá biển và cộng đồng dân cư vùng ven biển. Cuốn sách không chỉ đóng góp một nguồn tư liệu quý cho những độc giả muốn nghiên cứu về thủy sản Việt Nam, mà còn là những phương châm, đường hướng mà thế hệ lãnh đạo Tổng cục Thủy sản hôm nay có thể học hỏi. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học và bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương và tình hình dịch COVID-19. Trong trường hợp tổ chức học trực tuyến, mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86 năm 2015 của Chính phủ. Về các khoản thu dịch vụ, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương vùng miền. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Cũng liên quan đến giáo dục, hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh một số mốc thời gian xét tuyển đại học cao đẳng để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh dự thi đợt 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với ngành sức khỏe và sư phạm trước ngày 17 tháng 9. Các trường điều chỉnh công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 18 tháng 9. Thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển cũng thay đổi. Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến từ ngày 19 tháng 9 đến 17 giờ ngày 25 tháng 9. Và từ ngày 19 tháng 9 đến 17 giờ ngày 29 tháng 9 bằng phiếu. Từ ngày 2 tháng 10 đến 17 giờ ngày 4 tháng 10, các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1. Kết quả xét tuyển đợt 1 được thông báo dự kiến trước 17 giờ ngày 5 tháng 10. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 10 tháng 10, tính theo dấu bưu điện. Từ ngày 15 tháng 10 đến hết tháng 12, các trường xét tuyển bổ sung. Trước ngày 28 tháng 2 năm 2021, các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có công văn thống nhất đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tạm dừng hoạt động đối với xe ô tô kéo rơ móc, semi rơ móc và xe ben chở đất, cát, vật liệu xây dựng trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2020. Tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe ô tô kéo rơ móc, semi rơ móc, xe ô tô tải ben lưu thông chở đất cát, vật liệu xây dựng san lấp trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố, trừ các tuyến đường như hầm Hải Vân, Túy Loan, một số đoạn đi qua quốc lộ 14B, quốc lộ 1, đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, đoạn đi qua địa phận Đà Nẵng trong các ngày 31 tháng 8 và từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 và sáng ngày 5 tháng 9. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường lực lượng chốt trực, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tại các điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường thanh kiểm tra hoạt động vận tải hành khách kết hợp công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mục tiêu chung là bảo đảm giao thông được an toàn thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân, chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ và phòng dịch COVID-19. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dịp lễ để lập tụ điểm xe dù, bến cóc. Các bến xe đơn vị vận tải phải tuân thủ tuyệt đối quy định về phòng dịch COVID-19. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự giao thông của xe taxi, xe buýt, cũng như việc chấp hành quy định an toàn tại các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành Trung Bộ trong hôm nay 29 tháng 8 và ngày mai 30 tháng 8. Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 giờ đến 16 giờ. Từ ngày 30 tháng 8, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ suy giảm dần. Hôm nay, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7 đến 9, mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Thưa quý vị, cá tra là ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 đã làm cho kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này sụt giảm đáng kể. Cả người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Người nuôi thua lỗ, không có tiền trả nợ ngân hàng, phải treo ao. Còn doanh nghiệp thua lỗ khi lượng cá tra quá lứa còn tồn tại quá lớn. Từ đầu năm đến nay, các hộ nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang rơi vào tình cảnh khó khăn do giá cá tra giảm mạnh. Người nông dân phải bỏ ra chi phí khoảng 22.000 đồng để nuôi được 1 kg cá tươi nguyên liệu. Nhưng giá cá tra hiện chỉ ở mức từ 17.000 đến 18.000 đồng 1 kg. Như vậy, người nuôi lỗ khoảng 5.000 đồng 1 kg. Ngoài giá cá xuống thấp, người nuôi còn lo lắng khi không có doanh nghiệp thu mua. Hiện phần lớn các ao nuôi cá tra trên địa bàn thành phố Ngã Bảy đã đến giai đoạn thu hoạch, nhưng chỉ bán nhỏ lẻ với sản lượng từ 3 đến 4 tấn mỗi ngày. Ước tính còn hơn 300 tấn cá tra quá lứa trong ao nuôi chưa tiêu thụ được, với trọng lượng từ 1,4 đến 1,6 kg một con. Vắng bóng khách quốc tế, khách trong nước lại thưa thớt, khiến cho tình hình kinh doanh của các tuyến phố cổ ở Hà Nội thêm vắng vẻ và ảm đạm. Đến nay đã có hàng loạt cửa hàng phải gỡ biển hiệu, chờ sang nhượng hoặc trả mặt bằng. Nằm trên mặt phố Nguyễn Hữu Huân, nhưng nhiều tuần nay các cửa hàng ăn uống, thời trang đều lâm vào cảnh phải đóng cửa. Trên phố Lý Quốc Sư, các dịch vụ khách sạn du lịch hướng đến nhóm khách nước ngoài cũng chịu chung tình cảnh vắng lặng. Không có khách, các cửa hàng liên tục trả mặt bằng và treo biển sang nhượng. Thứ nhất là đắt, người ta không đủ khả năng để giả. Thứ hai là không có khách để bán. Thứ ba nếu mà bán thì lại tiền thuế nữa. Và cái thứ tư nữa, người ta lại phải mất thời gian để trông hàng và mất tiền bỏ đi. Thế là người ta không đến nữa, không mở nữa. Ảnh hưởng có phần nhẹ hơn khi mặt bằng kinh doanh là của gia đình. Tuy nhiên, tình hình của các cửa hàng này cũng không khá hơn là bao. Chúng tôi mong muốn là sẽ được giảm miễn thuế và một số các cái chi phí khác thì giảm cho bà con, cho nó đỡ khó khăn. Thế thôi, chứ còn cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Trong cái thời gian tới thì các cơ quan chức năng cần nghiên cứu những cái chính sách, chế độ cụ thể và các cái cách thức thực thi một cách vừa đơn giản nhưng vừa chặt chẽ để giúp cho các cái hộ gia đình và những cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có được những cái hỗ trợ đáng kể. Trong bối cảnh khó khăn chung, bản thân các hộ kinh doanh cần phải nỗ lực và linh hoạt. Tuy nhiên lúc này có lẽ sự hỗ trợ từ nhà nước là rất cần thiết. Bởi có như vậy thì các tế bào của nền kinh tế mới có cơ hội phục hồi, tránh cảnh ngưng trệ hoạt động. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở y tế, bệnh viện trong công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh. Một số bệnh viện được đánh giá là có mức độ an toàn thấp và không an toàn. Bộ yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay công tác sàng lọc, phòng dịch. Những bệnh viện ở mức an toàn cần duy trì và không chủ quan. Những bệnh viện được đánh giá không an toàn như Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội, Bệnh viện Mắt Việt Nhật tiếp tục đóng cửa cho đến khi nào nghiêm túc chấn chỉnh. Những bệnh viện có mức độ an toàn thấp phải rút kinh nghiệm và nâng cao kiểm soát phòng chống dịch. Bệnh viện Phổi Hà Nội, một trong những bệnh viện được đoàn kiểm tra đánh giá có mức độ an toàn thấp. Đây là bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm cao vì những trường hợp mắc các bệnh đường hô hấp thường đến thăm khám. Sau thời gian chấn chỉnh, thực hiện một cửa, tất cả bệnh nhân khi đến khám đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và khám sàng lọc trước khi vào viện. Khu sàng lọc ở đây chúng tôi đã chia ra làm 4 cái buồng sàng lọc, bao gồm là tất cả những cái bệnh nhân vào đều được khai báo y tế, đo mạch nhiệt độ và sau đó là sẽ ngồi chờ để vào được khám sàng lọc ban đầu với các dấu hiệu lâm sàng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Với các bệnh viện ngoài công lập có diện tích chật hẹp, khó khăn trong bố trí phân luồng, Sở Y tế yêu cầu phải xây dựng quy trình sàng lọc, tiếp đón phù hợp với thực tiễn bệnh viện, có thể thiết kế các container di động để cách ly người bệnh.
những bệnh viện có mức độ an toàn thấp cũng đã rút kinh nghiệm và thực hiện chấn chỉnh. Ngay trong khi đoàn kiểm tra đi kiểm tra ngày hôm đấy, thì ngay tối hôm đấy thì chúng tôi đã khắc phục luôn, đặc biệt là cái khu sàng lọc. Chúng tôi đã ngay lập tức là thuê container cũng như là bố trí những cái vị trí để tổ chức sàng lọc cho bệnh nhân. Thì các đơn vị có cái mức an toàn thấp như thế này cũng đã khẩn trương tiến hành khắc phục. Và kết quả đánh giá ngày hôm nay chúng tôi thấy rằng là các đơn vị cũng đã khắc phục đạt yêu cầu và đã bố trí những cái khu vực sàng lọc cách ly. Bộ Y tế sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra và nghiêm khắc không cho hoạt động nếu cơ sở y tế không đủ an toàn trong công tác phòng chống dịch. Tính đến 6 giờ sáng nay ngày 29 tháng 8, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 1.038 ca. Trong số các ca bệnh đang được điều trị, đã có 124 trường hợp âm tính từ 1 đến 3 lần với SARS-CoV-2. Trong 1.038 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 663 ca, số ca còn đang điều trị là 345 ca, số ca tử vong là 30 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 61.100 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.363 người. Cách ly tập trung tại cơ sở khác 16.899 người. Cách ly tại nhà nơi lưu trú 42.838 người. Tính đến 7 giờ 45 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 24,8 triệu bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 802.000 người đã tử vong. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nước đã siết chặt các biện pháp phòng ngừa. Số bệnh nhân nhiễm mới COVID-19 tại nhiều nước tiếp tục tăng. Trong 24 giờ qua, Pháp tiếp tục ghi nhận thêm hơn 7.300 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 267.077 người, trong đó 30.596 người đã tử vong. Số bệnh nhiễm mới tại các nước châu Âu khác cũng tăng đáng kể, trong đó phải kể tới Nga 4.800 ca, Tây Ban Nha 3.800 ca. Các nước châu Âu khác như Đức, Italia và Anh mỗi nước hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm mới. Tại châu Á, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ tăng thêm 76.600 người, lên hơn 3,4 triệu người, trong đó hơn 62.000 người đã tử vong. Các nước Philippines và Indonesia cũng có thêm lần lượt 3.900 và 3.000 bệnh nhân nhiễm mới. Tại châu Mỹ, hai nước Mỹ, Brazil tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh của khu vực và thế giới khi ghi nhận khoảng 48.000 ca nhiễm mới ở mỗi nước. Tiếp theo chương trình, bắt nhiều đối tượng sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Vận động viên thể thao khó khăn chồng chất mùa dịch bệnh. Ngày 28 tháng 8 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc với chủ đề Quảng Ninh 2020 điểm đến đầu tư. Hội nghị đã thu hút nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc tới tham dự. Hội nghị nhằm đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư, ưu tiên xúc tiến đầu tư tại chỗ và tập trung vào các nhà đầu tư FDI Hàn Quốc, đồng thời nâng cao hiệu quả xúc tiến thu hút dòng vốn đầu tư Hàn Quốc và tỉnh Quảng Ninh, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong tỉnh và các nhà đầu tư doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đã đầu tư thành công tại Việt Nam, giao lưu, trao đổi, thiết lập quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết trong hợp tác đầu tư, hình thành chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng. Tỉnh Quảng Ninh đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ đón đội ngũ chuyên gia, doanh nhân, đội ngũ kỹ sư chất lượng cao đến và đi nhằm tái thiết nền kinh tế đang chịu tác động của dịch, thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến đầu tư. Xã Cù Lao Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang được biết đến là vùng chuyên canh rau, cây ăn trái. Đặc biệt tại đây, mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng đang có giá trị kinh tế cao. Với hiệu quả nổi trội, địa phương đang quy hoạch vùng trồng nhãn xuồng với diện tích 200 ha theo hướng sản xuất sạch, công nghệ cao nhằm xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Khi mới tham gia mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng, ông Nguyễn Ngọc Tùng chỉ trồng khoảng vài nghìn mét vuông, nhưng hiện nay giá nhãn xuồng cơm vàng tại Khánh Hòa dao động từ 40 đến 60 nghìn đồng 1 kg, thị trường tiêu thụ ổn định gồm các huyện thị trong tỉnh và cả thành phố Hồ Chí Minh cũng như thị trường Campuchia nên ông đã đầu tư mở rộng thêm 2 hecta. 2 năm đầu thì mình nó cũng hơi khó khăn, rồi bây giờ là năm nay năm thứ tư rồi, thu hoạch ok. Giá cũng được, cao. Được rồi, năm nay thì coi như là chú rất hài lòng. Thì qua đó thì cũng
hỗ trợ cho cái khu vực 202 Nhãn với cái quy hoạch về giao thông hội đồng và cái nước tưới tiêu để làm sao cho đảm bảo cái lượng nước sạch đến cái cây nhãn cho bà con để bà con phục vụ sản xuất. Để phát triển quy mô nâng diện tích trồng nhãn tại xã Khánh Hòa, ngành nông nghiệp huyện Châu Phú từng bước triển khai xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nhãn xuồng ứng dụng công nghệ cao với quy mô gần 200 hectare. Khi dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi phục vụ vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng theo hướng tập trung và đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mở ra hướng đi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm nhãn xuồng cơm vàng cho bà con nông dân. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý cho chuyển đổi 176 ha đất rừng và giải quyết các vướng mắc trì trệ trong đền bù, dự án hồ chứa nước Mỹ Lâm, công trình trọng điểm của tỉnh Phú Yên đang đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm vượt lũ trong mùa mưa sắp tới. Là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Phú Yên, hồ chứa nước Mỹ Lâm đang được khẩn trương xây dựng trên diện tích hơn 477 ha tại hai xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hồ chứa có dung tích khoảng 34,8 triệu mét khối, bảo đảm cấp nước tưới cho khoảng 2.000 hectare lúa, 500 hectare mía, 800 hectare nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt cho hơn 3.800 hộ dân. Các mũi thi công đang huy động tối đa các phương tiện máy móc, thiết bị, nhân công tập trung tăng ca, đẩy nhanh tiến độ trong mọi diễn biến khắc nghiệt của thời tiết. Nên là cũng mong bên cả cơ quan chức năng là sẽ làm nhanh để cho đơn vị thi công cũng có mặt bằng tròn vẹn để làm, rồi đẩy nhanh được cái tiến độ chặn dòng đúng thời điểm. Thì Ủy ban dân quyền cũng đã chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên Môi trường, rồi Trung tâm Phát triển Quỹ đất để thực hiện cái việc áp giá bồi thường cho bà con nhân dân. Trong đó có 9 cái hộ có liên quan đến đất rừng sẽ có cái tập trung giải quyết cho nó kịp thời, đảm bảo được cái tiến độ thi công của công trình là cái mục tiêu cao nhất. Ngoài huy động tối đa nhân lực, vật lực, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Nam đã tạm ứng cho địa phương hơn 1,6 tỷ đồng chi tạm ứng cho một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phấn đấu đến cuối tháng 8 này, bàn giao 29,41 ha diện tích đất còn lại để công trình được thi công liên tục, bảo đảm vượt lũ trong mùa mưa tới. Công an Thừa Thiên Huế vừa phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng thu thập, tàng trữ, sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Các đối tượng mua khoảng 3.000 SIM điện thoại đã được kích hoạt sẵn. Đối tượng Châu Bảo Thành, 36 tuổi, trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, tuyển người mở tài khoản ngân hàng, trả cho chủ thẻ 100.000 đồng để được có thông tin tài khoản và yêu cầu chủ thẻ đăng ký dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại do Thành cung cấp. Sau đó, Thành thuê 5 cộng tác viên đăng nhập vào ứng dụng giả, thu lợi bất chính 600 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an điều tra làm rõ. Tối ngày 28 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hậu, 63 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về hành vi giết người. Hậu chính là nghi can gây ra vụ giết người trong nhà nghỉ ở huyện Thống Nhất gây hoang mang dư luận trong 2 ngày qua ở địa phương. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27 tháng 8, Hậu cùng bà Nguyễn Thị Tâm, 54 tuổi, vào một nhà nghỉ tại thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất. Tại đây, Hậu đã sử dụng dao đâm bà Tâm, khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hậu đã trốn khỏi hiện trường. Sau hơn 24 giờ kể từ khi gây án, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Nguyễn Văn Hậu đang lẩn trốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và được di lý về tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu Hậu khai nhận bà Tâm nợ gần 600 triệu đồng do lâu không trả nên đã ra tay dùng dao sát hại. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, với sự cương quyết đấu tranh, triệt xóa các điểm tụ tập đánh bạc, lực lượng công an Quảng Ngãi đã triệt phá hàng chục điểm đánh bạc trong thời điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại quán cà phê ở phường Nghĩa Chánh, Công an thành phố Quảng Ngãi đã bắt quả tang 2 sòng đánh bạc. Sau 2 tháng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phá 8 vụ đánh bạc. Qua quá trình làm việc, cả chủ nhà và các đối tượng tham gia đánh bạc đều khai nhận dù biết việc tụ tập đông người trong thời gian diễn ra dịch bệnh là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình vi phạm. Chuyển sang thông tin khác. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới, khiến cho nhiều giải thể thao trong nước lẫn như quốc tế bị hủy bỏ. Nhiều vận động viên bị giảm thu nhập do các giải đấu bị hủy bỏ hoặc hoãn lại,
Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của các vận động viên, đặc biệt là các vận động viên khuyết tật. Lê Văn Việt là một vận động viên cờ vua tham gia câu lạc bộ thể thao người khuyết tật Hà Nội hơn 6 năm nay, từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu. Tuy nhiên, thời gian này khi dịch COVID-19 quay lại, cuộc sống của vận động viên khuyết tật vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Em chỉ có tự tập luyện ở nhà. Tập luyện ở nhà thì em thi đấu online. Tài liệu cho bọn em thì nó ít, hạn chế, với cả những cái phần mềm chơi cũng hạn chế hơn. Nên là bọn em công cụ chơi bọn em cũng ít, và tài liệu thì bọn em không nhìn được, nên cũng không xem được sách. Thì cũng khiếm thị bọn em chơi cờ thì cũng rất là khó khăn, nhưng mà vẫn cứ phải cố gắng để tập luyện thôi. Ngoài thời gian lên câu lạc bộ, Việt dành thời gian ở nhà tự luyện tập. Anh tham gia vào trung tâm tầm quát sắc hơi Phúc Thiện để kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì dịch bệnh nên việc làm thêm cũng bị ảnh hưởng theo. Đối với các vận động viên mà bị khiếm thị thì công việc phổ biến của các bạn là đi làm tầm quất hoặc là tại các cơ sở tầm quất của người mù hoặc là các cơ sở mà massage. Thì do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, các cơ sở, một số cơ sở thì đã không đã dừng hoạt động và một số cơ sở thì hoạt động cũng hết sức khó khăn. Các vận động viên vẫn hưởng mức lương đầy đủ trong thời gian này. Tuy nhiên, mức lương hỗ trợ không đủ để chi trả những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Điều mong muốn của hầu hết vận động viên lúc này là nhanh chóng hết dịch bệnh và được quay trở lại với những giải đấu đỉnh cao. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.